Thế khó của TikTok khi trở thành tâm điểm trong căng thẳng Mỹ-Trung. TikTok muốn giữ khoảng cách với Trung Quốc, song Bắc Kinh lại lên tiếng trước tình hình của ứng dụng này tại Mỹ. Trong hơn 5 tiếng điều trần trước Hạ viện Mỹ, CEO TikTok, ông Chu Thụ Tư liên tục khẳng định TikTok chưa bao giờ chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc, lập luận rằng công ty của ông đang làm mọi cách để đảm bảo an toàn dữ liệu cho hơn 150 triệu người dùng Mỹ. Ông nói thêm, chúng tôi cam kết với các nhà lập pháp tại đây và tất cả người dùng của TikTok rằng công ty sẽ không để TikTok bị bất kỳ chính phủ nước nào thao túng. Kể cả khi ông Trung nhấn mạnh, TikTok trong 2 năm qua đã xây dựng một bức tường lửa để bảo vệ dữ liệu người dùng Mỹ trước nguy cơ bị nước ngoài tiếp cận trái phép. Thậm chí, ông Trung còn tìm cách chứng minh sự độc lập của ứng dụng này với chính phủ Trung Quốc. Sếp lớn của TikTok nói, bản thân TikTok không hoạt động tại Trung Quốc. Chúng tôi có trụ sở ở Los Angeles, Singapore và hiện có 7.000 nhân viên ở Mỹ. Các nhà lập pháp của Mỹ đã xoay trù trong hơn 5 tiếng và muốn làm rõ khả năng hoạt động độc lập với các công ty mẹ Trung Quốc của TikTok. Tuy nhiên, dường như Chu đã không làm hài lòng được những cái đầu đang muốn cấm TikTok tại nước của mình. Trong khi đó, ngay sau khi giám đốc điều hành CEO TikTok Chu Thụ Tư xuất hiện đầu tiên trước Quốc hội Mỹ hôm 23 tháng 3 để điều trần về các cáo buộc liên quan đến mạng xã hội này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại có những lời được đưa ra nhằm chỉ trích Mỹ. Chính phủ Mỹ cho đến nay vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng TikTok đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 24 tháng 3. Bà Mao nhấn mạnh, Bắc Kinh không bao giờ yêu cầu các công ty hoặc cá nhân vi phạm luật pháp của nước sở tại để thu thập thông tin tình báo cho chính phủ Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Mỹ tôn trọng sự cạnh tranh công bằng và xây dựng một môi trường không phân biệt đối xử cho các công ty từ khắp nơi trên thế giới để đầu tư và hoạt động. Bà Mao nói thêm, thế khó của TikTok đã khiến cho công ty này trở thành tâm điểm của mối quan hệ căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới khi họ tranh cãi về các vấn đề bao gồm chính sách thương mại, giám sát và phát triển công nghệ. Phát ngôn viên của TikTok cho rằng vấn đề chính trị đã chi phối phiên điều trần, phớt lờ các giải pháp mà TikTok đang thực hiện để bảo vệ dữ liệu người dùng và loại bỏ nội dung có hại cho giới trẻ.